Này này, tôi với bom đi vào trong rừng để đi thả dọ, bắt quái, bắt vài con cua để làm bắt canh buổi chiều tối. Tôi thì dọ bắt quái tôi thả từ chiều hôm qua rồi. Bom ra này, đây nước dọ nào. Đây, bạn nhìn này, cua đấy, rất nhiều cua nhá. Khá được bữa rất là ngon này. Wow, các bạn thấy gì không? Wow, có nhìn thấy con gì đấy không? Ấy, một con lươn cực kỳ khủng. Con lươn này nó rơi vào phải đến 1 cân. Và có một con rùa. Bom, tao lại không cầm một cái cây, cây selfie rồi. Ui giời, các bạn nhìn thấy con lươn quá khủng luôn. Tôi lại không mang bao đâu, chỉ nghĩ là mang túi được cua thôi. Cái này là cái lòng xe đây. Tôi tháo lưới đã nhá, xong vẹt. À, tôi thì chỉ có một cái lưới quái thôi, nhưng mà hôm nay là định đi bắt vài con cua mà cũng thu hoạch được, thế là tuyệt vời. Nào, Bom, đi. Đây là người bạn trung thành của tôi, tên Bom. Bơi rất giỏi. À, rất thích đi cùng tôi để đi săn. Khi mà có chú đi cùng là tôi tự tin rất nhiều. Khi mà phải đi một mình, chú rất là hiền nhưng lại sẵn sàng tấn công tất cả những ai có thể tấn công chủ của chú. Mát không Bom? Qua qua đây thôi thì con rắn giáo trường bắt ngóe ở đây, không biết tầm này là thường là các chú rắn giáo hay lên cây chuẩn bị khoanh ngủ. Rắn giáo đây khá là to. Nước suối này rất là trong nên cua khe rất là ngon. Tạm dừng đây.
Đây là thu hoạch của ngày hôm nay đây. Thu hoạch thì là đi dỡ lưới bắt quái. Các bạn nhìn có con lươn khủng không? Lươn khe đấy. Lươn ở trong lòng khe mà có những con lươn chắc là phải hàng chục năm. To như cái cổ tay. Lươn, quái lươn luôn. Và rất may là hôm nay là cũng bắt được một con rùa như hôm loại tôi nói các bạn ấy. Trong cái khe trong rừng đây là có cái loài rùa bốn mắt. Rùa bốn mắt là một loài rùa mà theo tôi đọc ở trên mạng thì có thông tin là xác nhận là nó tuyệt chủng từ năm 1939 tại một số nước. Nhưng mà ở vùng này thì tôi vẫn còn thỉnh thoảng vẫn tìm thấy, vẫn gặp những con rùa bốn mắt như thế này. Thường là những con rùa bốn mắt này thì bắt được thì về tôi lại thả về tự nhiên thôi. Thì cái loại này cũng không được, cũng chả biết làm gì và cũng không săn, không được phép nuôi nhốt và bán trên thị trường. Nó một loài rùa quý. Thân của nó rất là nhỏ, nhưng mà về cái làm sao người ta gọi là rùa bốn mắt thì phải nhìn vào cái vào cấu tạo trên cái đầu của con rùa này thì mình mới phát hiện được đâu là rùa bốn mắt. Rùa bốn mắt thì nó có cái đầu, bây giờ nó thụt hết, nó đang rất là sợ nên là nó mới nên là nó không nòi cái đầu ra, nên là mình không thể phân biệt được đâu là rùa bốn mắt, đâu là con rùa khác. Con lươn này thì cũng lại thả vào hồ để thả vào hồ cho bơi. Lại còn có mấy con cá bò nữa đây này. Lươn này xuống hồ cho nó sống ở đây chơi. Rùa bốn mắt này tôi sẽ thả xuống đây để các bạn nhìn thấy rằng là nếu nó bơi lên thì sẽ như thế nào nhé. Nhìn thấy con đằng sau gọi là nó là bốn mắt nhé, mà thả nó trên nền đất. Cá con này sẽ ngồi lên những con cuối. Các bạn có nhìn chưa? Cá chuối nó ăn. Thank you.
chuyện. Đây là cá bò gai, cá bò vàng. Con này thì thịt cực kỳ thơm, ngon. Nhưng mà nó có những cái ngạnh sắc bén và cực kỳ cứng. Thì cái ngạnh này nếu mà vô tình nó đánh vào tay ấy, thì còn buốt hơn, đau hơn cả ông đốt. Đau rất là đau luôn ấy. Này, cái con cá bò này thì thịt ngon lắm. Nhưng mà có nhiều con này mà rán giòn lên thì hay là gì ăn về cũng rất thơm. Cái con cá bò này nhìn cái thân hình thì rất là đẹp, nhưng mà chưa người có trong đầu nó như kiểu là một cái con cá mập ấy. Và ban ngày thì không bao giờ, tôi đi bao nhiêu năm đi lang thang ở cái dòng xe, ban ngày không bao giờ gặp vào chúng, kể cả buổi tối đi soi không có gặp, chỉ có thả do bắt quái thì vô thì lại thấy chúng xuất hiện. Có nghĩa là chúng thường đi vào ăn vào buổi đêm. Chúng có đặc biệt là chúng có 6 cái râu giống như kiểu là râu cá nheo ấy. Thân hình chúng như một cái bản đồ ấy. Rất nhiều màu sắc như một cái bản đồ, rất là đẹp. Ăn đi mà đi ngủ. Đây là con gà rừng. Đấy là một loài gà rừng thuần chủng đấy. Tôi có một đôi chống mái, người ta nuôi gà rừng thường là người ta không thuần được, thì rất là khó để cho thuần, nó thấy người nó rất sợ. Nhưng khi tôi mang về đây nuôi cùng một đàn đó, người ta có 6 con mà 4 con còn lại người ta cũng không thể thuần được, nhưng có 2 con này về đây vào tay tôi thì rất là hiền, cứ đến tận sát người mà ăn luôn, không hề sợ sẽ gì. Đấy, bạn nhìn này, đấy, không sợ gì cả. Đây là con kỳ tôm, mà con dòng đất màu xanh này. Cái loại vây dài này là do một cậu em ở trong Bình Định gửi ra. Nó khác với loài kỳ tôm, loài dòng đất ở vùng này thì nó có cái ở trong đó cái loài cái vây lưng của cái con kỳ tôm này nó dài hơn, trông nó dũng mãnh hơn, trông nó. Còn ở đây những cái con kỳ tôm to gấp mấy lần con này, vây lưng vẫn còn rất là ngắn, chưa đủ mạnh. Đây tôi lấy rất nhiều chim, các loài chim, tất cả các loài chim, ở dưới là cá. Đấy. Và tôi nuôi nhiều con rất là thuần, ví dụ như đây là con ếch, nhìn ếch chưa? Đấy, con ếch nổi lên đầu đây này, đấy, chui xuống đấy. Đây tôi sẽ phân tích cho bạn thế nào mà vừa bốn mắt. Chó bò. Nó không chịu ngó cái đầu ra cơ.
đi xem nào. Đã nhìn chim di của tôi xuống ăn tắc này. Đặt tắc trên tay nó còn xà cho nó ăn. Trong đêm vắng.